Xin chào các chị em, hôm nay mình sẽ mách các mẹ ở những cách cai sữa cho con an toàn, hiệu quả và nhanh gọn nhất. Cai sữa cho con đây là một giai đoạn rất là quan trọng, đánh dấu bước chuyển biến mới trong quá trình phát triển của em bé. Mình thấy rằng con sau cai sữa sẽ phát triển hơn rất là nhiều, bé ăn nhiều, lớn nhanh. Trong tính cách của bé thì có phần nào đó cứng rắn và mạnh mẽ hơn, ít mè nheo. Cai sữa cho con thì người mẹ cũng cảm thấy là nhàn hơn, bé không còn quá phụ thuộc vào mẹ. Do đó thì mẹ có nhiều thời gian để làm các công việc khác. Điều quan trọng để sau cai sữa cho con có được những hiệu quả tích cực như thế này thì mẹ chúng ta cần phải cai sữa cho bé đúng thời điểm, đúng cách. Nếu không sẽ là rất là vất vả và ảnh hưởng đến tâm lý sức khỏe của cả mẹ và bé. Mẹ chúng ta nên cai sữa cho con khi nào? 6 tháng, 12 tháng hay là 24 tháng hoặc là lâu hơn? Không có câu trả lời chính xác cho vấn đề này, bởi vì nó phụ thuộc vào mỗi bé cũng như là mỗi gia đình là khác nhau. Chúng ta vẫn được khuyến cáo rằng cho con bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời và duy trì càng lâu càng tốt, khoảng 2 năm đầu đời, để bé đảm bảo nhu cầu về dinh dưỡng, đồng thời giúp trẻ có một hệ miễn dịch tốt hơn, gắn kết tình cảm mẹ con. Tuy nhiên, không phải ai cũng làm được điều này. Hiện nay thì đa số các mẹ sau khi bé được 6 tháng tuổi bắt đầu cho bé ăn dặm, hoặc do công việc bận rộn mẹ phải đi làm, thường cai sữa cho bé rất là sớm. Ngoài ra, nhiều người còn cho rằng sữa mẹ sau 6 tháng sẽ bị giảm dinh dưỡng, không còn đảm bảo về chất dinh dưỡng cho con phát triển nữa. Nhưng đây là một quan niệm không đúng, sai lầm. Sữa mẹ chúng ta không hề bị mất chất hay là biến chất. Cho con bú sau 6 tháng hay là đến 1-2 tuổi vẫn rất là tốt. Có những trường hợp bắt buộc phải cai sữa cho con như là các mẹ chúng ta có bầu sớm hay là có các vấn đề về sức khỏe thì chúng ta cũng nên cố gắng nuôi con bằng sữa mẹ đến ngoài 7-8 tháng nhé. Sau đây là một số mẹ cai sữa từ dân gian rất là hiệu quả cho các mẹ chúng ta tham khảo nhé. Thứ nhất là việc dùng son đỏ để bôi lên đầu ti của mẹ cho em bé cảm thấy sự khác biệt màu đỏ. Mẹ có thể giải thích cho con là ti mẹ bị đau rồi, bị chảy máu rồi nên con không bú nữa nhé. Hoặc là có thể buộc tóc rối hay là dán băng dính màu đen vào đầu ti của mẹ. Hoặc có những biện pháp là vẽ những hình thù xấu xí ghê tởm lên ngực mẹ, lên đầu ti của mẹ để cho con sợ. Nhưng theo mình thì những cách này không được khuyến khích cho lắm. Không phải ai cũng biết vẽ và còn gây bẩn khó cho việc tẩy rửa lau chùi nữa. Có mẹ còn mách nhau biện pháp là bôi ớt hay là dầu gió, thuốc mắc cỡ vào đầu ti để khiến bé thấy mùi lạ thì thấy sợ và không muốn nữa. Nhưng với cách này thì tuy là có hiệu quả nhưng nó cũng khá là nguy hiểm cho trẻ nhỏ khi con có thể lúc phải những ớt cay hay là dầu gió rất là nguy hiểm. Chúng ta cũng không nên khuyến khích dùng cách này nhé. Một cách an toàn khác, nếu các mẹ chúng ta kiên trì và chịu được mùi tỏi, đó chính là dùng tỏi. Mẹ chúng ta phải ăn nhiều tỏi hàng ngày hoặc ăn cả thêm với hạt tiêu thì sẽ khiến sữa của mẹ có mùi hăng, mùi hôi, bé cảm thấy khó chịu và bỏ dần thói quen bú sữa mẹ. Vì việc ăn tỏi sống rất là khó, các mẹ chúng ta có thể giã nát tỏi và pha nước ấm uống, cùng với đó là nấu các món ăn cho thêm nhiều tỏi gia vị vào, ăn liên tục trong 3-4 thậm chí là 1 tuần cho đến khi nào người ám mùi tỏi và chắc hẳn là bé sẽ cảm thấy rất là khó chịu và không muốn bú mẹ nữa. Vậy là chúng ta sẽ thành công. Mình thì không chịu được mùi tỏi cũng như là không thể ăn được nhiều tỏi như vậy nên mình không thử được cách này, nhưng chị em chúng ta vẫn có thể sử dụng nhé. Nên mình đã dùng cách khác, đó chính là từ mướp đắng. Chúng ta chỉ cần cắt nát ra, vắt lấy nước để bôi lên đầu ti mẹ, hoặc là cùng với đó là thái lát đắp lên ngực. Vị đắng của mướp đắng thì rất là an toàn nên không có vấn đề gì về ảnh hưởng sức khỏe của em bé cả. Chúng ta hãy làm liên tục như vậy 1-2 ngày thì là mình đã cai sữa được cho em bé. Vị đắng khiến em bé chúng ta không bú mẹ nữa. Công cuộc cai sữa của mình thì rất đơn giản, nhanh gọn như vậy thôi, chỉ với là mướp đắng. Nhiều chị em cảm thấy rất là khó khăn hay là con khóc nhiều. Con mình ngày đầu và ngày thứ 2 cũng đòi khóc, đòi ti mẹ, nhưng vì đắng và không bú được
mẹ mẹ người mẹ thì cũng phải làm rất là nhiều trò khác để đánh lạc sự chú ý của con, cộng thêm là tăng cường những thực phẩm như là cháo, đồ ăn, sữa thêm cho bé. Trước khi cho bé đi ngủ thì chúng ta nên cho bé uống một cốc sữa ấm để bé không bị đói và không bị thức giấc vào giữa đêm đòi đi mẹ, bé sẽ ngủ ngon và sâu hơn. Cùng với giai đoạn cai sữa này thì mẹ cũng nên bổ sung những thực phẩm làm mất sữa mẹ, làm mẹ ít sữa đi, như là ăn lá bắp cải, măng hay là giã lá lốt hay là lá dâu tằm để chúng ta lấy nước uống. Thì đây là những thực phẩm làm mất sữa mẹ, sữa sẽ về ít đi, bé cũng chán tim mẹ và mẹ cũng không bị cương hay là bị tắc sữa nữa. Khi mẹ chúng ta mà chẳng may bị cương tắc sữa thì chúng ta có thể chườm nóng, massage bầu ngực của mẹ bằng khăn ấm nhé. Có một câu hỏi các chị em chúng ta đặt ra đó chính là có cần dùng thuốc cai sữa cho bé hay không? Có nên sử dụng thuốc tiêu sữa hay không? Thì thực tế là chúng ta không cần thiết phải lạm dụng đến những loại thuốc này nhé. Và có một biện pháp nữa các chị em hay dùng là cho em bé về quê hoặc gửi người thân, ông bà, xa mẹ vài ngày để chúng ta cách ly em bé để cai sữa. Hiệu quả thì cũng rất là tốt, nhưng nếu không phải là một giải pháp bắt buộc thì theo mình chúng ta không nên nhé. Bởi vì như vậy con sẽ vừa phải xa mẹ, vừa lại bị đói sữa, rất là không tốt. Con xem mẹ ngay thì cảm thấy đột ngột, bé sẽ bất an và buồn, rất dễ là ảnh hưởng đến tâm lý của em bé sau này. Sau đây là một số lưu ý quan trọng trước khi chúng ta cai sữa cho con nhé. Là chúng ta không nên cai sữa cho con trong thời kỳ nắng nóng, thời tiết thay đổi, chuyển mùa, bé đang có vấn đề về sức khỏe như là ốm, sốt hay là ho. Mẹ và bé chúng ta cần có một thời gian chuẩn bị về tâm lý, cai sữa một cách từ từ và dần dần, chứ không nên đột ngột cắt sữa của con nhé. Hãy tâm sự với con là con lớn rồi, chúng ta cần phải ngừng việc bú sữa mẹ để con tăng cường ăn các món ăn khác, con lớn hơn. Cuối cùng thì chúc các mẹ chúng ta thành công, kiên trì để cai sữa cho con mình nhé.